5 4 3 2 1 đầu hàng. Thầy cho em ngàn nữa thầy em. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là có kết quả chưa em? Chưa có. Ok. Đây, em đứng đây. Anh đừng nắm tay em. Anh đừng nắm tay. Thôi anh nắm tay. Cái gì? 1 Yeah. Anh sẽ cho em lấy cuối cùng. Anh cho phép em đúng vào đây và nhìn thầy ơi, nhìn khách mời của chúng ta là ai. Trời ơi, cho hắn cái đầu vô luôn hả? Biết đúng không? Biết luôn hả? Thật là đúng đúng. Trẻ không? Cao vậy? Bao nhiêu con mắt? Bao nhiêu con mắt? Hai con mắt. Thêm nhìn lại đúng không? Đây, mở ra cái không gian. Được rồi, có biết đọc không vậy? Anh rất là tò mò. Biết đọc không biết, vậy? Biết em nói gì. Cô sẽ không có một cái tín hiệu nữa đâu. Anh sẽ phải cho khách mời chúng ta đây thôi. Rồi, cảm ơn anh. Em ơi sao rồi? Em xỉu. Nhưng mà sao anh nhìn mà em vẫn vui vậy? Xin chào đón mấy khách mời chúng ta ngày hôm nay. Diễn viên Ngọc Thanh Tâm, anh sẽ dành toàn quyền tự quyết cho em. Em muốn phạt kiểu gì cũng được. 10 người đúng không ạ? Em muốn chia đôi ra và mỗi tốp là cả 5 người đều chui vô cái này. Đi. Nhóm 2 mới khó nè. Nhóm 2 mới khó. 5 người trong đây là cùng thuộc bài nào nè? Mọi người có quyền bàn nhau đấy đấy. Em xin hát bài Phạm Kim Thang. Ok. Phạm Kim Thang ngày tháng lý lượng. Đồ quá kèo và kèo quá nhộ. Chú quán dầu quá nậu quá hay. Chú quán lớn ở lại làm chi. Con lê lê đánh trống mỗi kèo. Con biển biển mỗi cò tí tê bò tê. Yeah, yeah. Nhưng mà phải nghĩ bài hát nhanh nhanh nha. Chứ đội bên này là cũng hay. Ê, bên này là nâng cả cái cây này luôn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cái cảm giác của em khi mà trải qua hôm nay với khách mời và với lại đồng đội thì nó rất là, nó giúp cho em là cảm thấy là kết nối gần gũi hơn với các anh em trong đội. Và em nghĩ là điều này sẽ giúp cho tụi em hiểu nhau hơn và có thể thi đấu tốt hơn với nhau. Mình mong qua cái chương trình. Cần Thơ Catfish với biệt danh Cá Ba Sa. Đội bóng rổ là sự kỳ vọng của fan hâm mộ của miền Tây sông nước. Được thành lập từ năm 2016, Cần Thơ Catfish đã tạo nên tên tuổi của mình qua các trận đấu. Là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất với hai lần giành ngôi Á quân giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA vào các năm 2017, 2019 và xuất sắc vô địch giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA năm 2018. Những thành công của Cần Thơ Catfish hôm nay được tạo nên từ một tập thể gắn kết các cá nhân tài năng thi đấu hết mình, sự dẫn dắt tài tình của huấn luyện viên Kevin Yerkes và Jordan Collins cùng sự cuồng nhiệt của các cổ động viên nhà, sẵn sàng phủ xanh các khán đài, tiếp lửa cho các cầu thủ. Cần Thơ Catfish, kẻ đoạt ngôi vương, sẽ trở lại mạnh mẽ trong mùa giải đặc biệt năm 2020. Với sự ra đi của huấn luyện viên Kevin Yerkes đầu tháng 1 2019, Cần Thơ Catfish đã nhanh chóng tìm kiếm được người kế nhiệm vị trí mà ông để lại. Và đó là một cái tên hoàn toàn quen thuộc với cộng đồng hâm mộ VBA, Jordan Collins. Từng thi đấu dưới màu áo Hà Nội Buffalo ở VBA 2017, nên có thể nói huấn luyện viên Jordan Collins là một người đã có kinh nghiệm thi đấu và hiểu bóng rổ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Ông có thể được coi là huấn luyện viên hiền nhất VBA, luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống. Ông sống rất tình cảm và quan tâm tới các vận động viên. Máy ném Tô Quang Trung chính thức trở lại đấu trường VBA, nhưng trong một cương vị khác, cựu cầu thủ của Thăng Long Warrior sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tại đội bóng quê nhà Cần Thơ Catfish. Tô Quang Trung
đã từng là cầu thủ của Cần Thơ Catfish ở mùa giải PBA 2016. Ở mùa giải 2017, Tô Quang Trung vinh dự nhận được danh hiệu cầu thủ đội binh xuất sắc nhất mùa giải khi thi đấu cho Thăng Long Warrior. Với những kinh nghiệm tích lũy sau từng đó năm thi đấu chuyên nghiệp, thầy Tô hứa hẹn sẽ hoàn thành tốt vai trò huấn luyện viên của Cần Thơ Catfish năm nay. Cần Thơ Catfish gồm các lứa cầu thủ từ những lão tướng đầy kinh nghiệm cho đến các cầu thủ trẻ khao khát thể hiện mình. Hãy cùng làm quen các cầu thủ của đội bóng. Liệu sẽ có thay đổi gì trong mùa giải VBA 2020? Cần Thơ Catfish đã công bố danh sách cầu thủ bảo vệ tại VBA 2020, bao gồm Đinh Thanh Tâm, Lê Hiếu Thành, Nguyễn Phú Hoàng và Huỳnh Khang. Tuy nhiên, trong những ngày chuyển nhượng, Cần Thơ Catfish đã thực hiện một thương vụ thế kỷ khi trao vận động viên trong danh sách bảo vệ Nguyễn Phú Hoàng cho Thăng Long Warrior. Cụ thể, Thăng Long Warrior đã trao đổi hai lượt pick vòng 1 ở VBA Draft 2020 và 2021 cho Cần Thơ Catfish. Ngoài ra, Thăng Long Warrior sẽ hỗ trợ Cần Thơ Catfish trong 2 năm với hai vận động viên thuộc chương trình đào tạo trẻ Homeground mỗi năm. Với thương vụ trao đổi này, giá trị của Phú Hoàng sẽ được tính bằng 6 cầu thủ trong vòng 2 năm. Trong mùa VBA năm nay, Cần Thơ Catfish lựa chọn những cầu thủ đánh ở hàng trong của Warrior gồm Đậu Trung Kiên và Nguyễn Việt Anh, hai cầu thủ trẻ từ Thăng Long Warrior mà họ sẽ mượn ở mùa giải VBA 2020, một phần của thương vụ trao đổi Nguyễn Phú Hoàng. Mùa giải VBA 2020 với luật cầu thủ gốc Việt mới nên Sang Đinh đã không còn được đồng hành cùng người anh trai Tâm Đinh. Cần Thơ Catfish giữ lại Đinh Thanh Tâm, qua đó buộc phải đưa ra quyết định chia tay Sang Đinh đầy khó khăn. Sau 4 mùa giải khoác áo đội bóng miền Tây, Sang Đinh đã để lại rất nhiều hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ. Hai anh em Sang Đinh, Tâm Đinh phải đối đầu với nhau tại VBA 2020. Hiếu Thành là người đội trưởng không thể thay thế của Cần Thơ Catfish. Lối chơi tinh quái và khả năng dẫn dắt bóng tuyệt vời của Hiếu Thành giúp anh có một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo đội bóng. Suất cuối cùng trong danh sách bảo vệ của Cần Thơ Catfish thuộc về Huỳnh Khang, cầu thủ gia nhập đội bóng vùng sông nước mùa giải năm ngoái từ Đà Nẵng Dragons. Lão tướng Đàm Huy Đại cùng tay ném Bùi Quốc Tân sẽ khoác áo Cần Thơ Catfish. Cùng với đó là sự trở lại đội bóng quê hương của cầu thủ ném ba, chuyên thủ Nguyễn Lê Quốc Cường. Hai cái tên tiếp theo là Phạm Hiền Tài và Trần Vĩ Nghiệp sẽ chính thức tái xuất đấu trường VBA sau một thời gian vắng bóng vì chấn thương. Cuối cùng là ba cầu thủ trẻ bao gồm Đậu Trung Kiên, Nguyễn Việt Anh và tài năng được chính Tâm Đinh tiến cử là Cô Trần Cơ Nguyên. Ở suất ngoại binh, Cần Thơ Catfish lựa chọn cầu thủ có chiều cao tốt nhất lịch sử VBA là Leon Hampton, trung phong người Mỹ cao đến 2m13, 7 feet và hứa hẹn sẽ trở thành một block machine thứ hai cho câu lạc bộ. Bầy cá Ba Sa có lẽ sẽ chẳng sợ bất kỳ đối thủ nào nữa cả. Các mảnh ghép trong đội hình của Cần Thơ Catfish đã được hình thành, tạo nên một sức mạnh của kẻ đoạt ngôi vương tại mùa giải VBA 2020. Chân dung của kẻ đoạt ngôi vương, họ là ai? Tâm Đinh, tên thật là Đinh Thanh Tâm, sinh năm 1990, là người đang chơi vị trí hậu vệ ghi điểm cho Cần Thơ Catfish. Tâm Đinh có bố mẹ đều là người Việt, nhưng lại sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Với niềm đam mê bóng rổ, Tâm Đinh từng tham gia vào nhiều giải bóng rổ bán chuyên tại Mỹ trước khi trở về và cống hiến cho nền bóng rổ quê hương. Sở hữu chiều cao 1m92 cùng lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả, nhanh nhạy, Tâm Đinh được coi là nguồn cảm hứng của cả đội. Mặc dù thi đấu xa gia đình, nhưng chính người thân là niềm động lực lớn nhất của anh trong sự nghiệp thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp. Our last session right here that you guys saw, it went okay, you know. We only practiced for a week, so these guys are new. We have a brand new team. It's just me and Tan and Coach Jordan. So it's a brand new team with a bunch of young rookies, and you know, we have to try to push them to pass their limit because we're a team that went to a championship 3 times in a row. So you know, we're going to try to keep continuing that. And hopefully, we do it again this year. Lê Hiếu Thành, cầu thủ mang số áo 65 của Cần Thơ Catfish, vẫn luôn được đồng đội và người hâm mộ gọi với biệt danh thân mật Captain. Bởi với họ, Hiếu Thành không chỉ là một cầu thủ, anh còn là người thủ lĩnh trên sân,
là sợi dây gắn kết những người đồng đội trong màu áo Cần Thơ Catfish. Lê Hiếu Thành, sinh năm 1991, sở hữu chiều cao 1m80, chính là đội trưởng hiện tại của Cần Thơ Catfish. Anh chàng điển trai này biết đến bóng rổ từ năm 12 tuổi và được tham gia đội tuyển trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 17 tuổi, miệt mài với con đường bóng rổ cho đến nay. Mình đã trải qua 3 năm làm đội trưởng của đội Cần Thơ Catfish, thì năm 2020 này mình cũng sẽ tiếp tục là đảm nhiệm chức vụ đó ở đội Cần Thơ Catfish. Qua những ngày vừa rồi mình tập luyện với đồng đội mới của đội Cần Thơ Catfish thì mình cảm thấy là đội đã cố gắng hết sức để theo kịp giáo trình của huấn luyện viên đưa ra và rất là quyết tâm để cho đạt được kết quả tốt nhất trong mùa giải tới này. Với những thay đổi bất ngờ của giải đấu, lão tướng Đàm Huy Đại chỉ có 48 giờ đồng hồ đưa ra quyết định về sự nghiệp thi đấu của mình tại PBA 2020. Đàm Huy Đại sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, là một người con của đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng, hình ảnh của Đàm Huy Đại trong mắt người hâm mộ PBA lại liên quan tới Đà Nẵng Dragon, đội bóng anh cả của miền Trung. Trải qua 4 năm cống hiến cho Đà Nẵng Dragon, thì đây là năm đầu tiên anh khoác lên mình màu áo của Cá Ba Sa. Đàm Huy Đại cũng có ít nhiều cảm xúc khác lạ. Cách đây không lâu, gia đình nhỏ của Đàm Huy Đại vừa chào đón thêm một thành viên mới. Tính tới thời điểm hiện tại, bé My mới chỉ gần 3 tháng tuổi. Với sự động viên của vợ, Đàm Huy Đại đã quyết tâm vào thành phố Hồ Chí Minh tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội. Ngày vợ chồng chia ly đầy cảm xúc và cảm giác lần đầu xa vợ con khiến Đàm Huy Đại không khỏi xúc động. Tất cả đã sẵn sàng chiến đấu. Trong ngày đầu tập luyện, tinh thần cả đội rất tốt dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Colin và Tô Quang Trung. Đội hình với sức trẻ, nhiệt huyết và kinh nghiệm của cầu thủ lão làng tạo nên sức mạnh cho Cần Thơ Catfish. After our first training session today, I think our players were getting to know each other. I feel like we have to get in better shape because the BBA last season, one year ago, a lot of players don't really get to train enough for this year's BBA. So we have to push ourselves to get in shape. I expect a lot from Lee Tun, captain. I expected him to have a lot more responsibility this year to play and to lead the team. Our import is going to be very important on defense. We have some young guys from Hanoi that are very, very good. And Kang and good, and we have some guys from the Kong from the City Wings that's a good shooter, and we have the two shooters from the Nang. So we have a pretty good team. Coach Chung, good coach. He's learning every day. He asks questions. He knows player. He used to play in Vietnam, so he knows the mentality of the player. So it's good. Trong đội Cần Thơ Catfish năm nay về lực lượng cầu thủ thì có rất là nhiều thay đổi. Những cầu thủ cũ như Tâm Đinh, Hiếu Thành và hầu hết những cầu thủ còn lại là những cầu thủ mới như Leon, Đàm Huy Đại hay Vũ Quốc Tân. Hay có hai cầu thủ đến từ Hà Nội, Phạm Hiền Tài. Thì cái lực lượng có sự xáo trộn rất lớn, đặc biệt là về cái lứa tuổi. Chính vì vậy ở góc độ ban huấn luyện là cái sự chuẩn bị cho đội bóng nó không có được đầy đủ và đủ dài, cho nên là về cơ bản thì mình chỉ là làm cho cái môi trường của tình cảm giữa cái anh em trong đội nó cảm thấy thoải mái, không đặt quá nhiều áp lực. Cho nên là dần dần thì anh em cũng cảm thấy nó đoàn kết hơn. À, nó hiểu nhau hơn. Huấn luyện viên Colin là một huấn luyện viên mới, theo anh là mới ở VBA. Ông ấy rất là nhiệt tình, có chuyên môn rất tốt ở góc độ kinh nghiệm thi đấu. Cái huấn luyện viên Colin hiện tại rất phù hợp và rất nhiệt tình đối với đội bóng. Trong thời điểm hiện tại ở đội Cần Thơ Catfish thì kỳ vọng lớn nhất đó là Tâm Đinh và Leon, cầu thủ mà cũng đang đặt cái niềm mà hy vọng mà cũng như lo lắng lớn nhất đó là Phạm Hiền Tài, một cầu thủ còn trẻ. Cũng có kinh nghiệm ở VBA và là một vị trí cũng rất quan trọng trong đội bóng. Đội bóng đang rất cần hậu vệ điều bóng và Tài có khả năng làm được điều đó. Tài có khả năng cũng như là có kinh nghiệm chơi ở vị trí đó. Chính là vị trí của Tài được kỳ vọng nhiều ở trong đội bóng Cần Thơ Catfish năm nay. Những con người thầm lặng luôn dõi theo đội bóng. Anh Trương Trung Tính là anh nuôi của đội bóng, cũng vừa là y tá, người băng bó cho cầu thủ khi có chấn thương. Đây là mùa thứ 5 gắn bó với đội. Tất cả những gì anh làm đều là sự hy sinh. Trong công việc của anh thì anh vừa kiêm về bác sĩ của đội bóng và coordinator. Thì ngoài công việc thì chăm lo sức khỏe của các bạn thì anh lo về ngủ nghỉ và các cái vấn đề sinh hoạt cá nhân của mấy bạn nữa. Giữa anh và các đội bóng thì thân nhau như anh em. Thì giữa sinh hoạt ăn ngủ nghỉ thì anh đều sinh hoạt chung với mấy anh em.
thì có những cái cuộc đi chơi, trò chuyện, xem phim này nọ thì mọi người thì gắn kết với nhau rất là thân thiết. Thì Tâm thì đi về Mỹ cũng dẫn độ video cho anh để nói chuyện này nọ. Cái khó khăn đó thì là mọi người tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh là một cái nơi rất là mới, lạ. Thì mọi cái đều mới hết. Thì khó khăn về cái sân bãi tập luyện đi xa, chỗ ở, vận động viên chưa có quen được đường lối này nọ. Và cái ăn uống với các vận động viên là tìm cái nơi để nấu đảm bảo sức khỏe rất là khó. Không thể không nhắc đến lực lượng fan hâm mộ hùng hậu của Cần Thơ Catfish. Với giải đấu đặc biệt năm nay, dù không ra sân cổ vũ trực tiếp, nhưng tất cả con tim đều hướng về đội bóng và theo dõi từ xa thông qua đường truyền Internet. Mình thấy khi mà xem gián tiếp như vậy thì nó sẽ kiểu như là bị mất đi một cái bầu không khí ở trên sân. Thì nói chung là nếu mà fan bóng gỗ thì chắc chắn mọi người sẽ thích cái không khí trên sân hơn là phải coi như thế này. Nhưng mà do là dịch bệnh cho nên là mình nghĩ đây cũng là một cái phương án tối ưu nhất để có thể gắn kết mọi người bóng gỗ với nhau. Bản thân mình là fan của Catfish thì mình luôn ủng hộ hết mình cho đội, cho dù là đội có thi đấu mà mình coi được trực tiếp hay là phải coi gián tiếp như thế này đi nữa thì mình cũng sẽ ủng hộ đội hết mình. Năm nay phải rất tiếc là phải quay qua trực tiếp, nhưng mà cái đó thì không giảm được sự đam mê và cái cuồng nhiệt của cổ động viên như tôi. Em thấy hào hứng, phấn khởi. Tại vì mặc dù là hàng năm em coi trực tiếp nhưng mà hôm nay em coi gián tiếp thì em vẫn thấy hứng khởi như vậy, vẫn hào hứng và muốn tiếp lửa cho các anh. Catfish vô địch, Catfish vô địch. Trận đấu mở màn VBA 2020 cũng là màn tái đấu của VBA Finals 2019 khi Cần Thơ Catfish chạm trán Sài Gòn Heat, đội bóng đương kim vô địch. The starting five of Cần Thơ Catfish, number 23, Đinh Thanh Tâm. Number 32, Hampton Leon. And number 65, Lê Hữu Thanh. Mùa giải năm ngoái thì không phải là một mùa giải thực sự ấn tượng của Huỳnh Khang, nhưng anh vẫn được Cần Thơ Catfish protect. Và ngày hôm qua thì chứng kiến Cần Thơ Catfish tập luyện thì tôi đã thấy được Hampton thực hiện tập luyện rất nhiều tình huống như vừa rồi, và đó đã là một tình huống ghi hai điểm đầu tiên của VBA năm nay. 24 điểm là khoảng cách mà Sàng Nhất đã tạo ra được đối với Cần Thơ Catfish vào lúc này. Cuối cùng thì Đàm Huy Đại cũng đã có tình huống 3 điểm thành công. Khác với diễn biến căng thẳng hồi năm 2019, trận đấu giữa Sài Gòn Heat và Cần Thơ Catfish đã diễn ra theo một thế trận không ai ngờ tới. Trận đấu khép lại với chiến thắng cách biệt 102-60. Trước khi gặp Thượng Nhất thì mình chờ đón một cái trận đó như một cái trận đầu tiên ra quân để mà có thể hiểu được anh em trong đội đã tập luyện rồi kết quả là sao. Và mình cũng nghĩ là Sài Gòn là một đội mạnh, tại vì họ năm ngoái vô địch mà năm nay có thêm một ngoại binh mới và Việt Kiều mới đều là rất là người rất là giỏi. Thì mình cảm thấy sau trận đấu thì mình biết rõ thực lực của họ hơn, và rõ ràng là đội mình chưa có sự chuẩn bị tốt để mà có thể tiếp đón họ, nên đội những kết quả thua không như mong đợi. Bên đội của anh thì nó chưa bắt nhịp được cái nhiệt độ trận đấu, và Sàng Hít đánh rất là cực kỳ nhanh. Tại vì trong quá trình thời gian tập luyện của Sàng Hít rất là nhiều, ở tập cùng nhau, đó là một lợi thế rất là mạnh của Sàng Hít cho thông qua giải lần này. Em tin năm nay Catfish sẽ vô tới vòng chung kết, tại vì mấy năm trước cái anh cũng đã giành áo quân và giành vô địch năm 2018. Em tin là sẽ vô vòng chung kết. Em muốn nhắn nhủ là các anh hãy bình tĩnh và tự tin sẽ chiến thắng trong mọi trận đấu. Cần Thơ Catfish, believe and act it. Để gắn kết tinh thần đồng đội, MC sứ giả LK của Người Hùng Sân Đấu cùng vị khách mời đặc biệt đã mang đến những giây phút giải trí đầy thú vị. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón các cầu thủ của Cần Thơ Catfish. Và đồng hành cùng chương trình của chúng mình hôm nay thì có một vị khách mời rất là đặc biệt. Và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là phải đoán xem khách mời đặc biệt của chương trình là ai. Anh xin vật lý là bạn này là một diễn viên,
một diễn viên nữ rất là xinh đẹp và quyến rũ, đã xuất hiện trong rất là nhiều bộ phim rồi. Hy vọng là khi bạn ý ra một số tín hiệu thì mọi người sẽ đoán được bạn ý là ai. Chúng ta sẽ chia làm hai đội, nếu mà đội nào mà đoán được bạn ý là ai thì sẽ được thưởng, còn nếu mà không đoán được thì đội đó sẽ bị phạt. Em ở trong đấy ổn không? Dạ không anh ơi. Anh sẽ bảo bạn ý ra một cái tín hiệu đầu tiên để cho các em nhận biết nhá. Châu lên và châu đi màu dao, cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. À, một diễn viên nữ nào mà mọi người yêu thích đi. Mưu lệ. Chúng ta sẽ có một cái tín hiệu thứ hai là cao thủ sẽ được chạm vào tay diễn viên và đoán xem đó là đôi tay của ai. Rồi, ôi dồi ôi. Cái gì mà sao ghê quá vậy? Một bộ móng thật là đẹp và cá tính. Gì vậy? Nói cái gì vậy? Trời ơi. Em đang xem hoa tay để em đoán hả? Tính là Khang có kinh nghiệm nhìn tay gái mà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đầu hàng. Tại cho em ngàn nữa đây em. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là có kết quả chưa em? Chưa có, ok. Đây, em đứng đây, anh đừng nắm tay em. Anh đừng nắm tay. Không, anh đừng nắm tay. 1. Yeah. Anh sẽ cho em lệnh cuối cùng. Anh cho phép em đúng vào đây và nhìn khách mời, nhìn khách mời của chúng ta là ai. Trời ơi, cho hắn cái đầu cô luôn hả? Biết đúng không? Biết luôn hả? Thật là biết đúng, biết đúng. Biết trẻ không? Cao vậy? Bao nhiêu con mắt? Bao nhiêu con mắt? Hai con mắt. Thêm nhìn lại đúng không? Đây, mở ra cái không gian. Được rồi, rất... có biết đọc không vậy? Anh rất là tò mò. Biết đọc không biết, vậy? Biết em nói gì? Cô sẽ không có một cái tín hiệu nữa đâu. Anh sẽ phải cho khách mời chúng ta đây thôi. Rồi, cảm ơn anh. Em ơi sao rồi? Em xỉu. Nhưng mà sao anh nhìn mà em vẫn vui vậy? Xin chào đón mấy khách mời chúng ta ngày hôm nay. Diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Anh sẽ dành toàn quyền tự quyết cho em. Em muốn phạt kiểu gì cũng được. 10 người đúng không ạ? Em muốn chia đôi ra và mỗi tốp là cả 5 người đều chui vô cái này. Ngon. Anh cho bao lâu? Nhóm 2 mới khó nè. Nhóm 2 mới khó. 5 người trong đây là cùng thuộc bài nào nè? Mọi người có quyền bàn nhau đấy đấy. Em xin hát bài Phạm Kim Thang. Ok. Phạm Kim Thang cả hàng lý giờ. Đó quá kèo là kèo quá nhộn. Chú bán dầu ở đầu mà anh. Chú bán ra lại làm chi. Có lẽ lẽ đánh trong mỗi kèo. Con biển biển mỗi tò tí tê tò tê. Yeah, yeah. Nhưng mà phải nghĩ bài hát nhanh nhanh nha. Chứ đội bên này là cũng hay. Ê, bên này là nâng cả cái cây này luôn. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Cái cảm giác của em khi mà trải qua hôm nay với khách mời và với lại đồng đội thì nó rất là, nó giúp cho em là cảm thấy là kết nối gần gũi hơn với các anh em trong đội. Và em nghĩ là điều này sẽ giúp cho tụi em hiểu nhau hơn và có thể thi đấu tốt hơn với nhau. Mình mong qua cái chương trình Người Hùng Sân Đấu mà VBA đang thực hiện thì sẽ cho khán giả một cái nhìn khác về cầu thủ và làm cho khán giả cảm thấy gần gũi hơn với các cầu thủ mà mọi người thường hay xem qua các trận đấu. Thì mọi người chỉ biết những về mặt của mình trên sân thôi mà chưa biết nhiều mặt của các cầu thủ, và hy vọng người hâm mộ có thể là biết đến môn bóng rổ nhiều hơn qua cái chương trình này.
Và bây giờ chúng ta xin phép được gặp cái thử thách đầu tiên dành cho đội chúng ta. Người 1 cõng người 2 bịt mắt ăn hết một trái táo trên cao. Người thứ 3 sẽ phải ăn hết một trái dưa leo được buộc vào đầu dây. Một sợi dây đầu kia vắt ngang qua xà và buộc vào chân mình. Sợi dây đủ ngắn, để muốn ăn thì phải nhấc chân lên, dưa leo mới hạ xuống vừa miệng. Người thứ 4 phải dùng ống hút 1,5m để hút hết đi nước. Người thứ 5 phải ăn hết một miếng dưa hấu mà không được dùng tay. Không cần ăn hết, chỉ cần ăn và nhổ hạt lên cao và dùng mặt uống được 5 hạt thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đội nào hoàn thành trước thì thắng. Ok, mọi người hiểu được chơi chưa? Okay. Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai đội. Em ơi, bắt đầu. Cố lên nào, cố lên nào, cố hút bạn nào. Cố lên, cố ơi, cố lên, cố ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác rồi. Ôi Nghiệp ơi, còn 2 phần 3 thôi, còn 2 phần 3. Nào, 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 nào. Anh cảm ơn này, cảm ơn. Cố. Cố lên, Nghiệp ơi. Hết luôn, hết luôn, hết. Ok. Đấy, đấy. Squat it. Ok. Mình đang thấy một lượng lớp rất ít đang cho thằng Tài hút là đẹp rồi. Gần hết rồi, gần hết rồi, gần hết rồi. Ngon. Mày ăn tới bây giờ là kỹ. Sao cả không gây hộp chân vậy? Thành phần thi của mình trong thời gian 8 phút 48 giây. Chuẩn bị nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Chơi rồi, chơi rồi, chơi rồi. Rồi, 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 đấy. Đúng rồi. Cắt ngược. Nó xíu kìa. Rồi. Finish. Yeah! Yeah! Done. Okay, I'm gonna see the whole thing. One, 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 one. That's one. That's one. Woo! Hai hồn, hai hồn, hai hồn. Gỡ gà nè, gỡ gà nè. Ba, 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 hồn. Ba. Cố chừng nghe ăn. Sắp vùng dớt đi. Nốt đi, nốt đi, nốt đi, nốt đi. Mà ơi. Và đội thứ hai của chúng ta đã hoàn thành phần thi trong thời gian 7 phút 04 giây và giành chiến thắng trong phần thi này. Điều đặc biệt cuối cùng sẽ dành cho đội trưởng Lê Hiếu Thành với sự xuất hiện của người vợ sắp cưới. Anh thấy sao? Anh thực sự là anh chưa bao giờ trong cuộc đời anh được phải gọi là trời trải qua một cái không gian sinh nhật như này đâu, thật là bất ngờ. Cái này là cho ai đây? À, anh xin giới thiệu là đây là bạn Hồng và ekip của chương trình đã hỗ trợ để mời bạn Hồng đến đây để tạo một bất ngờ. Một bất ngờ, anh nghĩ là một bất ngờ rất là lớn cho đội trưởng của chúng ta là Hiếu Thành. Hy vọng là Hiếu Thành sẽ trải qua một bữa tiệc sinh nhật ấn tượng nhất trong đời. Yay. Thành, vô quay rồi. Em với anh nguyên đám. Có mắt. Yeah. For real.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kiều Thành. Wow. Thật thì ngày hôm nay đối với em là một ngày em nghĩ là em đi tham dự chương trình truyền hình thực tế mà em không thể nào ngờ được là mình được tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ như vậy. Thật sự rất là vui mừng và không thể nào đoán trước được luôn. Em không thể nào có manh mối nào để mà đoán trước được hết. Dây dây sinh nhật vui vẻ nha anh yêu. Chúc anh có một năm thi đấu thật thành công và hoành tráng trong VBA 2020 này. Hu hu. Love you, Hồng Trung. I'm your no refund. For sure. Yeah. Wow. Anh thay mặt cho chương trình chúc em có một tuổi mới thành công trong tất cả những công việc, cuộc sống cũng như trong thi đấu. Anh mong là đội của em sẽ đạt thứ hạng cao nhất trong mùa giải năm nay. Chúc toàn đội thành công. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Be the Với tất cả niềm yêu mến của fan hâm mộ và những món quà bất ngờ từ người thân đã khiến cho tinh thần cả đội thi đấu hưng phấn hơn và giành chiến thắng trước trận với Thăng Long Warrior, một đối thủ nặng ký. Chí của Lê Hữu Thành và hai điểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về Thăng Long Warriors. Cú đáp trả của Liên Hampton. Còn một cơ hội nào nữa dành cho Thăng Long Warriors? Đó sẽ là một happy ending, một kết thúc cực kỳ ngọt ngào cho Cần Thơ Catfish và đối với cá nhân Lê Hữu Thành trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu mà người đội trưởng của Cần Thơ Catfish đã chơi cực hay. Và cho dù Lương Hoàng Dương có thực hiện cú bắn phá cuối cùng nhưng vẫn không có điểm dành cho Thăng Long Warriors. Kết quả cuối cùng, Cần Thơ Catfish đã vượt qua Hòn Đá Tảng mang tên Thăng Long Warriors với tỷ số 87-81. Trong trận đấu giữa Cần Thơ Catfish và Hà Nội Buffalo, đây là lần đầu tiên hai anh em Sang Đinh và Tâm Đinh đối đầu với nhau tại VBA. Cả hai thi đấu với phong độ rất tốt. Tâm Đinh và Lê Hiếu Thành tỏa sáng vào cuối trận để đem về chiến thắng 84-81 cho Cần Thơ Catfish. Cầu thủ bên phía đội bóng huấn luyện viên John Collins cũng đã thành công ở trong việc tìm lại được chiến thắng cho mình ở trong trận đấu ngày hôm nay với số điểm là 84-81. It feels the same like at home. We played against each other all the time. It's nothing different. Same game, same basketball game. So it's nothing. Easy. Played good. He started making shots, so that's good. It's good to see him start making shots and starting to score. Because he started off kind of rough, more than making no shots, taking some shots that's not falling in. But our game, this game today, he was making some shots, so that's good. That's good. It's good contribution to the team. I feel like we should have won. I'm never too happy about losing, but it was great. We went out there, we fought back from I think it was a 15-point lead. So I mean, we fought back, but next time I think we should finish it out. I hope we can finish it. But it was very fun playing against my brother, playing against my old team. It was very fun. I can't wait to do it again. I feel good. I mean, like I said, it's a blessing to be out here playing against my brother this time, not with him on the same team, but it's always a blessing to be out here with family. And I can't wait to do it again. We had a lot of fun. It's just another game to me. We just gotta bring it every night. At any given time, any team could win. So we gotta bring it every night, no matter who is on the other side. Tom, Kwa, Christian, Justin, whoever. You gotta bring it every night. Same thing every night. Để khích lệ tinh thần trước trận đấu quan trọng, quyết định có vào play-off hay không, thì đại diện cho ban quản lý đội, GM là anh Nguyễn Đắc Thịnh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cả đội. Chào mọi người, phải thi đấu hết 110% của mình hôm nay. Chỉ thế thôi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
tên là anh Nam. Hôm nay thì em mặc cho đội có mặt tại đây. Anh cũng mong muốn làm đội nỗ lực hết mình để thi đấu để chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Và đặc biệt thì hôm nay ban lãnh đạo đội cùng với quản lý của đội cũng có một món quà dành cho tất cả mọi người trong ngày hôm nay. Để mở quà á. We're so proud of what you've done, what you've achieved, and all that. Really good luck. Hi, Uncle. Hi, Uncle. Say hi. Say good luck. Good luck. Your basketball game. Say I love you and miss you. And I love you and miss you. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Bye. Hi, Daddy. I hope you have a good day. Xin chúc cho các cầu thủ Cần Thơ Capit được dồi dào sức khỏe, quyết chiến quyết thắng, có một trận đấu rất quan trọng giữa Cần Thơ và Đà Nẵng. Tôi xin chúc cho các cầu thủ Cần Thơ Capit các bạn đoàn kết, chiến đấu, quyết chiến quyết thắng, tiến thẳng vào chung kết. Xin chúc cho các bạn thành công tốt đẹp. Hello bố Lại và đội Cần Thơ Capit. Hôm nay bố Lại và đội Cần Thơ Capit cố gắng thi thật tốt để lọt vào vòng playoff đem giải về cho May nha. May ơi. May. Quý vị và các bạn đã đến với nhà thi đấu VBA Arena, nơi diễn ra tất cả các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA mùa giải 2020, để theo dõi trận quyết đấu giữa chủ nhà Đà Nẵng Dragons và đội khách Cần Thơ Capit. Hai điểm đầu tiên cho Cần Thơ Capit. Tâm Đình chọn bóng ra ngoài, Vũ Tinh bắn xa và thêm một pha bắn phạt chính xác nữa. Như vậy hiệp đấu đầu tiên đã khép lại, Cần Thơ Capit vượt lên dẫn với số điểm gấp đôi Đà Nẵng Dragon 32-16. Lễ Thành cũng đã không thể ghi điểm. Cuối cùng thì đã có hai điểm cho Capit với tình huống lên rổ của Đàm Huy Đại.
Tyrone Willam thả bóng vào rổ và điểm số đã được cân bằng 46 đều. Đàm Phương Đại và bóng chính xác của Đàm Phương Đại để mang về 3 điểm cho Cần Thơ Catfish. Và nếu như một lần nữa thành công thì có thể nói gần như chiến thắng sẽ thuộc về Cần Thơ Catfish. Những giọt nước mắt hạnh phúc như tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ. Và các cầu thủ đã cháy hết mình trong trận đối đầu với Đà Nẵng Dragon với một kết quả rất xứng đáng, đã đưa Cần Thơ Catfish vào play-off của VBA 2020. Với tinh thần của kẻ đoạt ngôi vương, Cần Thơ Catfish hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao ở mùa giải VBA 2020. Dù kết quả có như thế nào thì đối với người hâm mộ, Cần Thơ Catfish luôn là một đội bóng rổ chuyên nghiệp đáng tự hào. Mình muốn gửi cái thông điệp đến cho các đồng đội của mình là hãy luôn đoàn kết, và dù thắng hay thua thì mình vẫn là một đội, thắng hay thua đều phải cùng nhau. Anh em toàn đội phải cố gắng thi đấu, còn những trận sắp tới là mỗi trận là một trận gọi là một đội trận chung kết, nên anh em cố gắng tập trung thi đấu hết mình, cố gắng vì đội bóng. Em tay đầu xuất hiện ở trong người hùng sân đấu, đen và đỏ màu Chicago cho đơn số 23 trông thấy mấy ngầu. Anh luôn tạo ra những cú lửa bay lên ghi điểm vào úp sổ. Yeah, new era is learning turn. Anh thích space chat từ lúc nhỏ. Yeah, vượt qua đối thủ ở mọi vị trí. Chúng